Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của Trang Công Nghệ TRD. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là một dòng sản phẩm mà Lương phải nói là cực kỳ yêu quý và đam mê. Đó là chiếc ThinkPad X1 Extreme Gen 4 đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Thực ra chiếc máy này là của em Việt, thực ra không phải khách hàng của nhà mình luôn, mà chỉ là thấy mình quý mình. Đó, review những dòng sản phẩm ThinkPad và rất thích nghe. Chính vì thế em đã gửi cho mình mượn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ khui siêu này, sau đó thì mình cài phần mềm này, mình mở máy này, mình test này, sau đó thì mình đánh giá thực tế hiệu năng của chiếc máy ra sao. Mời quý vị các bạn đón xem nhé. Các bạn ơi, thông tin của chiếc máy nó sẽ có ở đây nhé. Chiếc máy được ship trực tiếp tại thị trường Mỹ về các bạn ạ. Đây, ThinkPad Extreme Gen 4 này. Lửa vòng trái đất mới về tại thị trường Việt Nam các bạn ạ. Chiếc máy này có giá bán xấp xỉ 50 triệu đồng tại thị trường Việt Nam các bạn nhé. Đây là cái sạc các bạn ạ. Dòng sạc của ThinkPad thì họ lại không dùng chuẩn Type-C mà họ dùng chuẩn USB kiểu dạng như này. Đây, chân USB màu vàng. Công suất của sạc là 170W. Đây là cái dây nguồn. Các bạn thấy là ThinkPad với dòng sản phẩm cao cấp kể cả cái hộp họ làm rất là sang như này. Bên dưới của nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Vâng, thưa các bạn, cảm giác đầu tiên mình cầm vào là nó nặng hơn so với dòng sản phẩm ThinkPad X1 Extreme Gen 3. Chiếc máy đã nâng trọng lượng lên là 2kg chứ không phải 1,7kg nữa các bạn ạ. Thiết kế quen thuộc đặc trưng của dòng Lenovo ThinkPad, một tông màu đen là chủ đạo. Các bạn ơi, vỏ máy của chiếc ThinkPad X1 Extreme Gen 4 nó được cấu tạo là hợp kim nhôm, mazue, sợi thủy tinh và một cái lớp cao su bên trên cấu tạo là chiếc máy này. Cầm vào nó cực kỳ chắc chắn. Và trọng lượng 2kg thì không quá nặng tay các bạn ạ. Logo ThinkPad X1 này. Thương hiệu sản xuất là chiếc máy là Lenovo. Với tiêu chuẩn độ bền quân đội SSD 80G các bạn nhé. Hai cân thì thực ra mình cầm một tay thì hơi nặng một chút thôi các bạn ạ. Có lẽ phải làm như này thì khả năng tản nhiệt của máy mới tốt, bởi vì dòng CPU thế hệ thứ 11 nó rất mạnh. Đây các bạn sẽ thấy này. Bên cạnh phải của mình thì vẫn có hai cổng truyền thống, đó là USB, hai cổng USB và đầu độc thẻ các bạn ạ. Ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của Lenovo. Tính ra là 4 đời dòng máy này chưa thay đổi, mà chỉ dày hơn thôi, gần như là thiết kế giống nhau. Hơi thoải một chút để các bạn mở màn hình này. Không bố trí bất kỳ một cổng gì đằng trước các bạn nhé. Đây, cổng sạc này các bạn này. Hai cổng Thunderbolt 4 các bạn nhé. Hai cổng này là mạnh và nhanh nhất hiện nay. Băng thông của nó ra bên ngoài lên đến 40 một giây. Các bạn có thể cắm ra màn hình bên ngoài độ phân giải 5K lên đến 8K. Và một cổng HDMI, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5. Bên dưới đây, thiết kế truyền thống quen thuộc rất đơn giản luôn. Không khí sẽ được hút vào đây, đẩy khí nóng ra sau nhé. Việc các bạn mở chiếc máy này ra, vệ sinh, bảo dưỡng hay nâng cấp nó cũng cực kỳ đơn giản. Các bạn chỉ mở hết những cái ốc này là chúng ta sẽ thấy nội tạng bên trong chiếc máy. Và cũng như mọi ngày thì bây giờ mình sẽ mở chiếc máy này ra để khám phá nội tạng bên trong nhé. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ. Đây là Windows của máy, tem Windows bản quyền này. Các bạn ơi, mở chiếc máy này ra thì cực kỳ đơn giản các bạn nhé. Có hai slot cắm RAM sẽ mở rộng tối đa, đây chúng ta sẽ mở rộng 64GB RAM cho chiếc máy này. Chuẩn RAM của máy là chuẩn RAM DDR4 các bạn nhé. Bên trong máy có hai quạt tản nhiệt này. Chúng ta có thể nhìn bằng mắt thường thì cái quạt tản nhiệt bên tay trái thì mình nhìn thấy hơi to một chút các bạn ạ. Đó là phần tản cho các màn hình, trong khi đó phần bên tay phải quạt nhỏ một chút đó là CPU. Với hai ống đồng dẫn nhiệt các bạn nhé. Phần quả pin đen này là pin set mode các bạn ạ. Đây các bạn thấy là hai khe cắm chạy ổ cứng SSD này. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là khe cắm ngắn này. Cái này nó chuẩn 2240 và một khe cắm dài ở bên trên đây. Chúng ta sẽ cắm được hai cái SSD thì tối đa chiếc máy này là 4TB mọi người nhá. Hai cái loa bên cạnh thì mình nhìn thấy hơi nhỏ. Các bạn ơi, với phiên bản này thì pin đã được nâng cấp lên là 90Wh thay vì là 80Wh trên phiên bản cũ các bạn ạ. Bởi vì chiếc máy nó dày hơn. Và theo mình tìm hiểu thì không hiểu sao thì tối đa hiệu năng cao thì chiếc máy chỉ được trụ được hơn 1 tiếng. Trong khi đó chế độ mà kết nối Wi-Fi sử dụng các phần mềm thì được khoảng 6 giờ. Còn chế độ mà chúng ta dùng tối đa độ sáng thì được khoảng 4 tiếng các bạn ạ. Nói chung là pin của cái dòng máy này thì thực sự thì không tốt, bởi vì hiệu năng của máy rất cao.
Và trên phiên bản này thì nó bỏ đi khe cắm quang các bạn ạ, có nghĩa là chiếc máy sẽ không thể dùng SIM tại thị trường Việt Nam được các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đóng chiếc máy này vào, sau đó thì mình test qua phần mềm xem hiệu năng thực tế của máy ra sao. Mời quý vị và các bạn đón xem nhé. Chà chà, các bạn sẽ nhìn thấy mặt trước của chiếc máy thiết kế cực kỳ đơn giản, chỉ tông màu đen từ ngày xưa đến giờ mà nó cực kỳ cao sang các bạn ạ. Đây là tỷ lệ màn hình 16 trên 10, màn hình 16 inch. Các bạn thấy là viền màn hình cũng chẳng quá dày mà cũng không quá mỏng. Tôi rất là thích những chiếc máy kiểu dạng cú nút đơn giản như này. Đây, và thay đổi các bạn sẽ nhìn thấy là hai cái loa trước bây giờ này. Dubai Up Mode này các bạn nhìn này. Chuột cũng lớn hơn này. Và sờ sướng lắm. Chống bấm tay rất sướng, tính logo ThinkPad này. Chuột này. Còn Checkpoint này bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Các phím bấm này. Chuột có 5 phím bấm các bạn nhá. Các bạn bấm trái phải bình thường. Và C vào nó rất là sướng luôn, sướng tay. Đây là con chip bảo mật vân tay cũng là phím nguồn và có ký hiệu cái đèn LED đây này để các bạn biết này. Bật lên thì nó sáng này. Và lần đầu tiên trong đời mình test cái ổ cứng các bạn sẽ thấy là tốc độ cực kỳ khủng luôn. Gần 6,4 GB một giây. Tốc độ ghi. À xin lỗi các bạn là tốc độ đọc, tốc độ ghi của nó cũng hơn 4 GB. Đây có lẽ là cái ổ cứng nhanh nhất tại thời điểm hiện tại các bạn ạ. Khủng khiếp đấy. Sẽ là ổ cứng của hãng gì đây mà ghê thế này. Đây là con chip bảo mật vân tay các bạn này. Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 5.1 mới và nhanh nhất hiện nay. Camera hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh. Mic các bạn sẽ nhìn thấy là 3 cái mic luôn. Và có cả nút gạt camera để các bạn che đi trong những tình huống đặc biệt cần bảo mật nhé. Úi giời ơi, ổ cứng của Samsung anh em ạ. Ổ cứng của Samsung. Con này chắc là dung lượng bao nhiêu đây? 512GB anh em nhá. Và Vega được nâng cấp trên dòng máy này đó là NVIDIA RTX 3050Ti các bạn nhé. Card hoạt on trên máy là UHD Graphics 620. Rất chi mừng quả tốc độ cứng. Wi-Fi trên máy cũng là AX210 băng tầng 160Hz. Người ơi, mọi người sẽ thấy là em CPU của nó cũng cực kỳ khủng, i7 này, 11800H nha anh em nhé. Con này có đến 8 lõi 16 luồng. Và đây là công nghệ CPU mới nhất trên dòng CPU Intel thế hệ thứ 11 với tiến trình sản xuất chip của nó là 10 nanomet mọi người nhé. Này. Đây là một trong những chiếc máy trên thế giới có bàn phím phù thủy các bạn ạ. Tại sao mình nói là phù thủy? Bởi vì dùng của nó quá sướng luôn. Mặc dù là phiên bản màn hình 15.6 inch nhưng nó lại không có phím phụ. Bởi vì các bạn thấy là có hai cái hốc loa này. Đối với dân kinh doanh này, kế toán, marketing, lập trình thì phải nói là dùng cái bàn phím này quên sầu luôn. Tôi khẳng định với các bạn tất cả các loại bàn phím trên thế giới quảng cáo không có bàn phím nào vượt qua được bàn phím của ThinkPad. Khẳng định với các bạn luôn. Xem chất lượng màn hình của máy nhá. Ui dồi ôi, nhìn màn hình LED nhỉ. Máy này có các phiên bản từ màn hình Full HD đến màn hình 4K mọi người nhá. Chà chà. Các bạn thấy là màn hình được sản xuất năm 2020, tỷ lệ bao phủ màu là 100% sRGB và 65% AROB RGB. Màn hình quá khủng khiếp luôn. Đây là màn QHD các bạn ạ. QHD nó có độ phân giải là 2560 x 1600 các bạn nhé. 60Hz. Đây là tầng số quét của máy này. Còn Vega đây. Còn RTX 3050 thì nó có dung lượng 4GB. Chúng ta sẽ vào đây để kiểm tra thông số của Vega này này. À, anh em sẽ thấy bên trong này. Nhân CUDA của em Vega này lên đến 2560 nhé anh em nhé. Công suất của nó thì maximum là 60W. Có lẽ là nó sẽ tối ưu trong một chiếc máy hiệu năng Ultrabook. Nên là nó chỉ dừng lại 60W thôi. Băng thông bên trong cũng giảm, nó chỉ có 11GB thôi. Và 128bit. Đây, thì dù gì chiếc máy này vẫn ở trong lượng khoảng 2kg thì vẫn tính ở phân khúc Ultrabook các bạn ạ. Các bạn ơi, chiếc máy này có 3 chuẩn màn hình có trên thị trường. Cụ thể với độ phân giải là 2K 2560x1600, Full HD IPS thì có độ sáng là 400 nit mọi người ạ. Trong khi đó với phiên bản màn hình 4K có độ phân giải là 3840x2400 thì có độ sáng 600 nit và HDR400. Trong khi đó thì có một phiên bản mà hỗ trợ gọi là công nghệ ngon hơn, cũng là 4K. Nó là HDR400, cũng là 600 nit các bạn ạ. À, chú ý các bạn là có phiên bản màn hình cảm ứng nhé. 4K thì có phiên bản cảm ứng và không cảm ứng thì đều có độ sáng là 600 nit. Bây giờ thì mình sẽ bật âm thanh của chiếc máy này lên để test nhé. Loa này chất lượng rồi. Quả màn hình quá chất anh em ạ. Úi chào ơi. Tỷ lệ bao phủ màu cao, độ sáng tốt, 2K, tuyệt vời. Góc nhìn của màn hình này,
đạt 178 độ. Các bạn hoàn toàn có thể nhìn rõ nét trên màn hình luôn. Xuất sắc, không có gì để chê. Với công nghệ âm thanh Dubai Atmos thì các bạn xem phim, giải trí, nghe nhạc đều rất hay. Chiếc máy này các bạn dùng để thiết kế này, design này, xem phim, giải trí, nghe nhạc, chất lượng màn hình âm thanh đều là loại đỉnh cao và thiết kế phải nói là cực kỳ tốt. Tỷ lệ 3 phòng màu như này thì yên tâm là không bao giờ sai số. Vâng, thưa các bạn, thì từ vừa nãy đến giờ là mình test qua phần mềm Fullmax đã được 3 phút rồi các bạn ạ. Các bạn thấy là cái nhiệt độ của GPU ở mức khoảng 69 độ C, CPU lại cực mát 58 độ và FPS chúng ta nhận được ổn định mức khoảng 70 FPS các bạn ạ. Nói chung thì Lenovo đã cho cái máy nó dày hơn và nặng hơn, chủ yếu là để tản nhiệt và cái công nghệ trên máy nó tốt hơn. Tản nhiệt tốt, làm mát tốt thì chiếc máy hiệu năng nó mới tốt các bạn ạ. Và Lenovo thì họ cực kỳ nổi tiếng với hệ thống dẫn nhiệt, quạt làm mát nó chạy rất là êm các bạn nhé. Thì mình đang test qua phần mềm CPN, mình đang test hiệu năng của CPU. Các bạn thấy là một em CPU chỉ là i7 thôi, chưa phải là i9, nó có điểm số lên đến 1113 CB. Con này có đến 8 lõi 16 luồng. Với phiên bản cao cấp hơn nó còn có cả i9-11950 các bạn ạ. Con này Turbo 5.0, 8 lõi 16 luồng và 24 cách. Phải nói là những chiếc máy đời mới giờ CPU của nó rất khủng luôn. i9. Mỗi tội là giá những chiếc máy này luôn ở mức trên trời các bạn ạ. Và bên dưới là mình sẽ test hiệu năng của GPU, có nghĩa là cầm hình rồi. Với RTX 3050 Ti nó sẽ mạnh hơn khoảng 15% so với RTX 3050 thường. Nó được ứng dụng công nghệ Ray Tracing và nó có thêm một cái lõi Tensor nữa các bạn ạ. Đây là cái lõi trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ các bạn trong việc các bạn dựng hình, dựng phim, mọi thứ vân vân, chơi game và các phần mềm về đồ họa nó xử lý bằng trí tuệ nhân tạo sẽ tốt hơn, mượt hơn, nhanh hơn. Mặc dù chỉ là bộ nhớ 4GB, sắp tới là mình sẽ review con P1 Gen 4, nó sử dụng cả màn hình nào được, chẳng hạn là dòng A hoặc dòng T, rất khủng luôn. Các bạn thấy là chạy cực kỳ mượt đúng không? Nhiệt độ các bạn sẽ nhìn thấy là khi hoạt động nó chỉ ở mức khoảng 60 độ cho GPU, nhưng mà CPU có vẻ như hơi nóng một chút các bạn ạ, ở mức khoảng 80 độ C. Chạy đồ họa mô phỏng 4D. Đây, đúng là những chiếc máy mới bây giờ nó khủng khiếp quá các bạn ạ. FPS nó đẩy lên 182,96 FPS luôn. Hôm vừa rồi mình test cái máy con A5000 nó lên 300 FPS. Còn đấy mới là khủng khiếp. VGA 16GB. 1, 2, 3. Vâng, thưa các bạn, là mình đang thử nghiệm 3 phần mềm Adobe Premiere, khả năng dựng phim của chiếc máy này. Với dòng CPU cực kỳ khủng và VGA RTX 3050 Ti, việc các bạn sử dụng các ứng dụng về dựng phim video 4K thì là chuyện hoàn toàn đơn giản và bình thường, bởi vì hiệu năng của máy nó quá tốt, máy nó quá khỏe. Các bạn có thể mang đi bất cứ đâu, du lịch, rồi các bạn edit các đoạn video, các bạn có thể làm trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, hay thậm chí là dùng để dựng phim, mượt mà luôn. Chúng ta dựng một đoạn video với rất nhiều hiệu ứng ở đây thì nó mất 27 giây. Ở đây thì cũng như video ngày hôm là 1 phút 3 giây các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, đây là từ game Control các bạn ạ. Các bạn thấy đây là một game 3D. Những hình ảnh người 3D nhìn như thật luôn. Với hỗ trợ công nghệ Ray Tracing thì các bạn thấy những cái hiệu ứng về ánh sáng thực nó rất là thật luôn. Hiệu ứng về đổ bóng hoặc hiệu ứng trước gương. Cộng với cả trí tuệ nhân tạo của lõi Tensor. Mặc dù VGA chỉ 4GB nhưng tất cả hiệu năng của các tựa game mà nặng nhất các bạn hoàn toàn có thể cài vào đây để vui chơi giải trí những lúc rảnh. FPS chúng ta chơi tựa game này mức khoảng trên 50 độ, trên 60 FPS. Nhiệt độ của GPU ở ngưỡng khoảng 70 độ C, CPU lại rất mát. Các bạn chú ý khi chúng ta chơi game thì nó dùng hiệu năng của VGA rời, chứ CPU nó lại sử dụng rất là ít luôn. Nếu các bạn muốn là một chiếc máy để chơi game thì các bạn chọn VGA sử dụng nhiều hơn. Còn CPU là bộ lão trung tâm, nó sử dụng các phần mềm, các ứng dụng về lập trình, tính toán. Một số phần mềm thì chỉ ăn vào CPU thôi, nhưng riêng game thì chỉ là GPU các bạn nhé. Nói chung là với màn hình IPS rất đẹp, tỷ lệ 3 phủ màu cao, độ sáng tốt, chơi game thì phải nói là quên sâu. Chất lượng phím của này bấm thì chắc có lẽ là các bạn khỏi phải chơi luôn. Ok các bạn ơi, với những tựa game nặng nhất thì các bạn hoàn toàn có thể cài về chiếc máy này vui chơi giải trí, tản nhiệt nó tốt như này yên tâm, chơi thoải mái nhé. Các bạn ơi, mình đã vừa trải nghiệm xong với chiếc Lenovo ThinkPad Xtreme Gen 4 các bạn ạ. Cũng giống như lần đầu, mỗi một lần là mình được trải nghiệm những chiếc laptop ThinkPad mới, cái cảm giác phải nói là thực sự sướng không tả. Vừa đơn giản, đây là dòng sản phẩm mình phải nói là cực kỳ đam mê và cái quan trọng là mình thích. Đó, với phân khúc giá hơn 50 triệu đồng tại thị trường thì nói chung đây là một phân khúc giá rất cao và chỉ dành cho những người có điều kiện thôi. Còn cấu hình của máy các bạn thấy nó cũng rất khỏe, qua các bài test nó vượt qua được mọi thứ, tản nhiệt tốt, đấy, tốc độ ổ cứng khủng, wifi khủng, kết nối bluetooth nhanh, chất lượng màn hình tuyệt vời, kèm theo các cổng kết nối đầy đủ, chả có gì để chê cả các bạn ạ.
Và chất lượng bàn phím của dòng máy này cũng gọi là vô cùng tuyệt vời. Touchpad lớn hơn, rộng hơn, dùng sướng hơn. Có mỗi giá là không được sướng cho lắm thôi. Nói chung thì có điều kiện kinh tế thì các bạn hãy sở hữu luôn một chiếc máy này. Đặc biệt là các bạn cần chất lượng bàn phím đó, thì phải nói là số 1 thế giới luôn. Dựng phim, chơi game, mọi thứ đều hoàn hảo. Tất cả những phần mềm về kỹ thuật, chiếc máy đều có thể vượt qua. Chất lượng âm thanh rất tốt các bạn nhé. Có lẽ nhược điểm của ThinkPad thì mình nói luôn, không có, nhược điểm đắt thôi. Có thiết kế như này thì có những người thích và có những người không thích. Nhưng xin lỗi các bạn, nếu các bạn đã dùng quen chiếc máy này, tôi khẳng định các bạn gây nghiện luôn. Bởi vì những người dùng ThinkPad là không thích dùng những chiếc máy khác. Đó, lướt sông không vặn nước giếng. Ai đã thích dòng máy này, hãy lựa chọn các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, chương trình chia tay và trải nghiệm chiếc Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 của mình xin đây là khép lại các bạn. Và rất cảm ơn em Việt một lần nữa tại Vinhome Smart City đã cho shop mượn trải nghiệm và đưa ra những đánh giá trực quan. Còn đây là cái cảm nhận của mình. Còn nếu như các bạn thích cái dòng máy này hoặc sau khi các bạn xem video, các bạn hãy để lại ý kiến riêng các bạn nhé. Thích như nào? Dòng sản phẩm ThinkPad có tốt hay không? Các bạn hãy để lại cho khán giả biết các bạn nhé. Và hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TV bằng cách đăng ký kênh. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật cái dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.